Video phân tích của chúng tôi sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay mang tên Robert Griffin Tree của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Trước cái chữ hai chữ F này mình phải có một chữ Y nữa nha. Mình đang bị thiếu chữ Y nhé. Chữ Y trước, sau đó thì mình đến hai chữ F. Tiếp theo thì chúng ta lại có thêm một cái chữ in ngắn nữa nhé. Nên mình sẽ sử dụng cái chữ in ngắn mang tên. Chữ tiếp theo sẽ là chữ G. Ở giữa những chữ này thì mình lại tiếp tục ghép thêm cái trang trí ngôi sao. À đây là mặt trăng nhé. Mặt trăng xanh và hình bông hoa màu tím. Bây giờ mình ghép giữa nốt cái chữ Robert. Chúng ta cũng gần đủ cái vòng tay của vòng tay rồi. À, chữ T này. Chữ R. Chữ E. Chữ tiếp theo sẽ là chữ O nhé. Robert đúng không? Rồi chữ cuối cùng sẽ là chữ R. Rồi mình sẽ ghép thêm cái hạt chữ nữa. Thì ở đây mình sẽ chọn hình ngôi sao đi. Cái hình ngôi sao màu đỏ như này. Rồi thì nó cũng đã khá là dài để làm cái vòng rồi. Vì cái bước quan trọng nhất đó là mình sẽ cắt nốt cái phần dây. Chúng ta sẽ buộc lại để cái dây của mình nó sẽ được chắc chắn hơn nhé. Đây các bạn sẽ thắt chặt hai cái đầu này thì cái vòng của chúng ta nó sẽ có cái hình tròn như thế này.
bạn sẽ thắt nút thật chặt vào nhé. Sau đó thì mình sẽ cắt bớt cái phần dây thừa ở phía trên. Sau khi mình đã thắt nút lại như này, vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong một chiếc vòng tay như thế này rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay mang tên New Orleans Pelican của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Theo sẽ là chữ E. Lần thứ này tiếp theo thì sẽ là cái tên new new của đằng trước đúng không? Mình sẽ lại tiếp tục ngăn cách giữa những cái phần chữ này và cái phần nó và cái phần giữa những phần chữ với nhau, mình sẽ ghép một cái new style màu xanh. Giờ thì mình sẽ có chữ W nhé. Chữ new thì được tạo ra từ chữ N này, chữ E và chữ W. New tiếp theo là chữ mình ở phía trước này. Các bạn sẽ test thử về cái phần tay này xem nó đã đủ cái vòng chưa. New Orleans.